cái gì nữa đây? Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đồ của con thì để con tự xếp đi, tự nhiên mẹ dọn chi, giờ cái hóa đơn của con đâu mất tiêu rồi nè. Cái gì vậy? Hóa đơn nào? Tự nhiên cái mẹ đi dọn chi, giờ con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, giờ mất tiêu rồi nè. Mẹ sao á, cứ lên rồi dọn dẹp với cho mệt, rồi đảo lộn mọi thứ. Giờ mất cái hóa đơn không biết sao luôn, chắc sớm giấy buồn quá à. Mẹ, con tìm thấy hóa đơn rồi nè. Vậy hả? Ủa mà sao mẹ lên có xíu rồi mẹ về vậy? Thì bây giờ á, lên nhà con mình mà nhà cửa thì tanh banh, thấy buồn quá phải đi về chứ làm sao. Rồi con nói mấy này con lớn rồi, để con tự làm đi. Mẹ làm chi rồi mẹ thăng mệt thăng buồn. Con à, con cái lớn rồi ra ở riêng mà con không có tự lo cho bản thân được cái gì hết trơn á. Mẹ tới nhà mẹ nhìn cái nhà mẹ sợ luôn á, mà trong nhà cũng không có cái gì để ăn hết á. Sao vậy? Con nói con lớn, con lớn mà con sống vậy đó hả? Làm sao mẹ không buồn cho được? Con cái gì tệ thiệt á. Ba mẹ nào cũng vậy, con cái lúc nào cũng bé bỏng. Lâu lâu mẹ lên thăm thì cũng chỉ mong là dọn dẹp cho con vài thứ trong nhà. Mày coi đó, nói là tự giặt đồ, xà bông đâu mà giặt. Mẹ mới mua xà bông đổ vô đó. Gạo thì cũng hết sạch sành xanh, tủ lạnh trống lất. Sợ ăn bậy bạ ngoài đường, mẹ cũng đem dưới lên chuối nè. Chuối này không có ngâm thuốc đâu nha con. Mẹ cũng mua cho mày một thùng mì gói thịt hộp để dưới bếp đó. Trong nhà không có lấy một cái gì để ăn à. Thank you.